Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa có mặt ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay ba của Hoa và nhóm cùng cưa 7 cây dừa. Cái nón bảo hiểm thì quý vị đã thấy cũ rồi nè. Cái nón này thì ba của Hoa xài trước, nó rộng nhưng mà nó bị hư rồi. Bây giờ ba của Hoa tái sử dụng để trèo leo cưa mấy cây dừa, mấy cây mà có nhánh khúc khúc được. Có cái nón gì đó là bụi đỡ vô mặt, với nó bể vô lũ mũi, với ong rồi nó không chích mình được. Nè quý vị thấy là nó bể ở dưới cái hàm, tại nó rớt á. Với lại cái đôi dài nè. Đôi dài thì trong video trước thì Hoa cũng có nói với quý vị là cái đôi dài có phần thép ở trước á, của bác Hà Vạn Lý tặng. Nặng nhưng mà đi chạy xe dọc đường tưng tưng sao rớt mất một chiếc à, lụm được một chiếc. Nhóm ba của Hoa đi thì có ba của Hoa nè, chú Dân, chú Đường. Chú Dân lý trình cao à. Này bác cũng là thợ cưa nữa nè, nhưng mấy cây này thì bác nhờ ba của Hoa cưa giùm. Mấy cây này con thấy cũng thấp mà bác. Hồi rồi cũng dám đâu, chục mét đó, cây đó cả chục mét đâu ít đâu. Dạ. Chục hơn chục nữa. Dạ. Để cho nó cắt cho dễ, mình không cây ngang không cắt. Dạ. Cắt cây đứng dưới, cây dưới được. Dạ. Rồi cây ở dưới thấp thì được. Bà cũng Hoa cưa cây cái bên cây của dưới Dân cưa. Mà mấy cây này có trái nhiều mà cưa bỏ uổng hay bác? Vậy chứ giờ không cưa để mai mốt sao cưa tổng cây cưa không được. Ngã vô cái gãy liền á. Dạ. Tổng xuống rồi cắt đâu được. Dạ. Cái này là trồng sầu riêng hay gì bác? Đó, sầu riêng. Sẵn riêng ương trước rồi đó. Sẵn có dùng mua sầu riêng rồi nè. Cái dùng cái mua bự quá nè. Đó, cái mua sầu riêng nữa. Ở bệnh người ta cũng trồng đó. Dạ, bên kia cũng trồng sầu riêng. Bà dừa nguyên bà dừa luôn á. Dạ. Ở bánh khoáng nguyên bò dừa trồng sầu riêng. Ừ. Vòng vòng đó hổm nó cắt. Hổm tôi cắt tôi lấy cu hủ tôi cho người ta đó. Dạ. Dài bánh đó trên đó tôi lấy hết trơn rồi đó. Cái thằng đó nó dài nhẹ vậy kia. Vậy kia có thằng thép. Có thép mà. À, sầu trồng sầu riêng thì nó cần ánh sáng nhiều, bởi vậy phải cưa bỏ những cây cao cao. Cây sầu riêng mới tốt được. Hả? Không. Đào không? Bơm. Thế thì cứ dài có tiền là có tất cả đó. Là chú Đường phụ chú Dân nó có được có tiền là có tất cả đó. Chú Dân cột hai hoài. Hai sao nó không chạy nè. Từ từ. Dù nó không có chạy dây. Với lại chú Dân kích dây ở trên à. Vừa khô chứ đừng ơi. Vừa này khô cái khác có ngoài đầu nãy mới tươi. Ông nhét 50 ngàn vừa con mèo chạy ngang nó con chó tôi cũng nghe nè. Có 50 ngàn mà nó con mèo chó luôn cũng được thôi chú. Nghe nè. Cãi. Không cãi luôn. 50-70 kg rồi. Rồi rút. Sao mấy cây dừa này ngộ hay dừa khô nó không rớt ra? Ủa nó dẻo lắm, chặt cái gì cũng chết luôn. Từ cái mắt. Chị hết cọc máy. Trời. Cái dừa khô với tàu dừa nó dính ra chánh à. Cái tàu dừa khô chứ mấy cây dừa khô. Cái dừa gạt chặt nó khó rụng lắm. Dạ, cái dừa này bác nói chọc trái dừa nó khó rụng. Nè, con hổm này giờ kêu ông hứa chiếc trước á, chọc đóng đây nè. Mới đó, hổm nằm bít hết trơn à. Thôi lên không được, chọc bớt rồi đó. Rồi bác có chọc mấy cái dừa khô giùm ba cũng bớt rồi. Mà khó rớt. Cái dừa nó dẻo ghê luôn, nó queo. Nó lên mình mỏng tỉnh luôn á. Dạ. Chọc không rụng á. Dạ. Này đó có dừa tươi đây lát chọc cái chuối chạy vô để chọc để nó cũ. Chị Dân ơi, họ cắt cái dạ. Chưa phân dây rồi chứ được. Trời ơi.
chưa rồi cái này. Giờ 10 giờ. Cái tàu giữa rất là hay quay hơi bị. Chứ rồi chứ dân đã có bộ móng leo mà vẫn leo bằng cách truyền thống, chưa có tập móng leo thành thục. Móng leo để dành sau này cho thằng trai út. Thằng trai út chứ dân kiếm gái út ra chú. Dành cho anh trai Út. Đang kiếm con gái. Để đồ gái trai nữa rồi. Kiếm con gái. Ủa nó văng tùm lum. Công nhận hoài trái sai thiệt. Thôi mình đậm đi. Mấy quài ít mà, thả mấy quài thì dính. Không có chiến ta hoài phải chụp. Ông lấy sư phụ tụng nó sao không trời. Ông hỏi vô con vợ anh cái bầu mấy tháng là được. Trời ơi trời. Không được luôn. Không được. Phải hỏi chú Văn thì chú Văn biết hay chú Đường. Nói mà chú Đường biết là rồi đó. Có liên hệ gì mà nói chị giả mạo phải thắng. Đâu dính dáng người ta mình hỏi. Chị vậy. Bây giờ Dũng á nó được vô nhà tăng gia nó dập dờn nó mà hỏi thăm nó biết. Có đi ngang qua đường tôi có qua đường rồi. Đi qua đường. Có qua đường. Nói tiếng lóng mà không biết chứ Đường ơi. Má nè. Được. Bỏ tay luôn. Thôi chứ Đường vừa dịch dây bên vườn dừa của ba của Hoa mà vừa lấy máy cưa cho chú Văn nữa nè. Má biết Dũng anh là thấy sao chứ lính anh á, bà phụ anh á có về chứ không. Có không chú Đường, chú Đường tuổi mùi đó. Chú Đường tuổi mùi đó chú Văn. Hay quá, mới vô tận gia đình ta này nghe. Vợ người ta giới thiệu, không biết giới thiệu cái gì thôi. Chú Văn sử dụng cái đai à, không có sử dụng móng leo. Không có, thằng ngoại dân nè. Ông ngoại là tao không? Tại vì ba của Hoa có cháu ngoại. Thằng ông ngoại là tao đó phải không? Không mà nghe. Giờ quay bển, trời ơi con quần. Ô, con khớp của quay ơi chị Văn. Con ngã luôn con trống. Ngã luôn rồi hả? Ngã lên cái hai góc luôn. Cái quay đít bển. Không dám quay đít bển, sợ lúc cái quần hả chứ. Không lên. Cái quần xong rồi leo cây là tụt quần hay ngủ vậy? Cái này leo cây là tụt quần hả? Ừ. Cái này kia ông Giang khớp khúc đền cô hú vừa đền không được. Xuống đây sao kinh lên. Giờ đứt chắc cũng được, có đứt cây ăn chết luôn. Để lấy dao chặt dưỡng không? Vừa bán được nè. Chặt dưỡng gì? Vừa bán được hoặc là vừa uống được là ba cũng hoa treo hoài xuống. Mấy vừa nãy thì vừa não hết rồi. Vừa lắc nước rồi. Lấy cùng. Vô đi. Chú Đường ơi. Trời chưa đến tuổi hơn em đó mà hỏi sao phải tôi ăn uống gì. Ở dưới đất hai trống luôn kìa. Rất thoải mái. Cứ cái động không ngã. Lấy cái hai chiếc dầu ba.
Làm như cái sớ dừa nó dai hay gì nó không đứt. Rồi, bà cái lần chắc chừa cái... Ba con hoa cưa cổ hú còn trên bờ chứ không có xuống con rạch. Kéo dây chú ơi, gánh không đường. Chị đâu hả? Chị đâu một chị. Quanh đây nè chú. Lấy máy vô. Nghe khúc trên nó bị cong cong. Bà có hoa sợ ngã dài quá thì nó bị quăng lộn. Quăng nó nhào đầu. Nó dít đất. Cũng còn được cái lấy công dây được. Còn lấy công dây được. Có cái hố đào đang đắp ngô sầu riêng hết sụp. Bên đây ngô này ngô, bởi vậy cái lỗ này sâu dữ lắm. Mốt múc đắp dưới cái gạch đó đổ lên đây lại. Sầu riêng cực chắc. Ở bên kia cũng đắp mấy mô sầu riêng mà lên đường ống sẵn luôn nè. Đang dễ dôi mô đất. Sáng giờ chạy lộn khoảng nhiêu cây số chứ được chứ anh? Không xa con ơi, khoảng 30. 35 thành 7 rồi mày. Dạ. 35 thành 70 đó. Gửi xăng hết đó con. Lít gửi xăng đó. Gửi xăng hết trơn. Không sao chú dân mới lên lương, không sao. 80.000 xăng mà sao lít gửi chỗ này 2 lít gửi á. Nó gì đáng hay gì anh Tùng? 80.000 tới 3 lít 2 đó. Không chạy khoảng 70, chạy sáng khoảng 70 75 cây. 70 khoảng 75. Đi lộn lên nói là cầu kinh 12 mà cầu kinh 12 cây lạy không đi, đi cầu kinh 12 ở Long An. Cái đường ngoài thì quốc lộ 30 không sợ giao thông, nhưng cho anh kể thì trường công chống giao thông. Chứ nếu giao thông sớ dừa nó dính mấy cưa không chạy luôn. Chặt tàu dừa tới mô đó, mô sầu riêng nè nè bác, nó mấy cái dừa ở trên cây nè nó lên mọng luôn vậy nè. Bác chọc xuống bớt cho ba của hoa đó. Cái thang nó yếu không chưa dần? Chứ dần coi rồi. Cái thang thấy hơi yếu. Cái thang vậy cũng không dám leo lên đó. Chú Dân leo lên cây dừa đó cột dây luôn, nó đang nghiêng ngược vô trong cái nhà sau của bác. Ừ.
lên ga từ từ cái đường rồi chú Dân lấy cái gọng dây ga tắt á, lấy phụ leo phụ lên tức nữa hả, tức với giật nữa rồi gần quá đó, vuột ai đứt vuột cái đầu miếng xíu nè. Ủa thấy, thấy cưa rồi mà vuột chứ đâu cười cười đồng mày mèo quá. Cháu của chú Đường kêu chú Đường là giật. Chú bể chú bể qua tròn tua nó giật như nó mém rồi đó mà nó còn đứt như đó nhấp kéo giật đi luôn cái người kéo mà không dám kéo nó chạy ngược rồi chứ sao đừng giật tay trái giật giật như giật hoài luôn bởi vì mấy đàn bà sợ Đường thấy rồi. Cháu chú Đường nói chuyện hơi còn nhỏ, nói chuyện hơi đất đớt ngọng ngọng á. Chú bể chú bể là chú bảy mà kêu là chú bể. Đụng tới đất nữa đi. Đất nữa là rồi rầu luôn. Đất nữa là chú Dân khóc luôn. Không khóc đâu. Trời ơi. Chú Dân mày ngại chưa mốt mà đâu khóc đâu. Chú Dân đợt này về mua quần mới hay chú Dân lỗ lỗ tùm lum chứ à. Nãy chú Dân cưa lấy hoài xong này giờ chú Dân cưa hạ gốc luôn. Giờ tao ngoài cái nhà này cũng theo dõi. Bài của Hà đứng phía sau coi á, chú Dân cưa cho ngã kẻ giữa không? Mô sầu riêng với cây lọc bừng. Nghe chó heo đó nữa đó chú. Bán lại cho chú Dân. Chạy đó nghe heo đó. Thời ba của Hoa nhờ chú Đường leo lên cột dây cây dừa bên kia kìa. Cột hơi hơi thấp chứ cũng được. Chú Dân, chú Đường kêu chú Dân lại. Bán trái qua cho chú Dân. Dài mới mang rồi. Dài mới mang, tại em mang leo cửa cây nó sốc cái đế luôn rồi. Rồi vậy chắc này cái kêu mình nghĩ nó luôn một cách khoa học à. Lát đài cho hai này cưa rồi. Cho chú Dân leo thường.
Nghĩ một cách khoa học. Cái hợp đồng lúa mua cái keo đồ dán này được nè. Có mà để nhà rồi. Con mới mua chai keo dán ra dài đinh mà mất tiêu rồi dài với ác. Để mấy lâu ha, để mấy lâu được. Lâu hơn chưa? Tình xa xa. Mà hả lỡ rồi thì thôi. À, mấy cây sao có gì? Thôi cái mấy cây sao phải cắt. Lỡ rồi cứ cắt. Lấy cái bắp chà đây. Nó mà Mỹ nghe mà cái mày đó Mỹ nghe. Mũi chẻ. Không thì bắp ha. Hố gì vậy? Mua ra hả? Tạo cái nước cái lấy thì non với thì hồi chị kêu là nó đã cắt đứt rồi. Đấy, tính hư lỡ rồi. Thấy chị nói cái này nè, cái này cho lủng lỗ này nó rớt. Cứ bắt luôn. Vậy, cứ rớt này. Cứ rớt cứ nhát lại đi. Nhát phải mang làm dục rồi mà. Mang rồi em dục rồi. Cô vừa là chứa được hóa lắm hay là lấy miếng ăn. Đâu không cho nữa. Hàng bảo hành gì kì hả? Về mới chưa mai mà chú. Mang mấy cái cây này sao chịu nổi. Xong cái luôn gà trước luôn. Cái lóng cây này chú dân cưa rồi, đứt rồi mà còn để cho nó. Ba của Hoa sẽ cột thêm cái phần gốc của cây dừa nữa để cho nó nằm trên bờ. Với lại ba của Hoa sợ hư cây lọc vừng này nè. Trời nó lọc viên xuống gặp luôn. Nó trúng như cái gốc này là nó hãy vô cái gốc này. Dính sẽ nổi được, dính được. Ngày này mấy cái đầu dừa với mấy lóng dừa rồi nè. Bởi vậy ba của Hoa cột dây giữ cái phần gốc lại. Gia băng. Nó là leo lửa. Bột chơi vậy thôi. Sợ nó hãy thôi chú ơi. Sợ nó hãy. Sợ nó nghẽ cội cầm mấy cái gốc dừa này nè. Bởi vậy ba cũng không mấy cột phần chân. Dừa già ghê luôn. Đây. Kẹt làm, nảy lên kẹt làm. Thôi cứ cầm máy, cầm sợi dây. Oh.
chú nhà là kéo phụ với chú dân với chú đường luôn à. Cột vô cây gòn hay cây dĩ đằng kia. Xong cái hàng dừa mà này chứ. Xong được 4 cây dừa. Xong được dừa 4 cây. Mà cũng hoa cường mấy cái tàu dừa nó quẹt trúng cái mô sầu riêng ha. Mấy cây dừa này thì bác nhờ nhóm ba của hoa cưa chừa dài dài để bác tấn cái bờ đê, tấn mé nè, tấn mé này để giữ đất, đất nó sẽ bồi bồi lên nè. Thôi cưa ra nhỏ nhỏ bỏ. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa tiếp tục ở xã Mỹ Đức, Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì ba của Hoa và nhóm cùng cưa 7 cây dừa. Hồi nãy có cưa 4 cây dừa ở phía sau, mấy cây dừa này ở phía trước. Này chú Dân cưa cây dừa ngay cái đường đi vào nhà bác. Rồi. Nhanh, nhìn nè. Thôi chứ đừng. Đập con chó vô. Câu vừa rớt vô trong núi luôn hả? Đâu chưa rớt đây chú ơi. Vậy? Mày trống không? Mày có vô? Ở đâu? Đây nè, xuống đây nè. Ở đây, bên đây nè chú. Cột, cột dây đi chứ đừng kéo qua bên con đứng nè. Rồi. Mấy thì bốc ông xuống đất ông tôi chưa ra. Tại vì cái đọt cây dừa nó nghiêng qua bên kia quý vị. Nên chú Dân hỏi chú đường ra bên kia trống không? À, nãy giờ thì bác dọn ở bên đây nè, nó cưa bỏ cây lâm dồ. Cái lâm dồ có cây thanh long ở trên đó. Con cá một rồi nó gớt luôn. Không, không gớt cái bồn kia, cái bồn này gặt gớt luôn. Đừng đâu mà nói nghe nhiều. Không có ăn chay ngày nào. Gớt thì còn ăn, cái chạp vỏ, bữa không đi vỏ ăn nước ra hết rồi. Trời gần trưa, gần 12 giờ trưa rồi, đứng bóng, quay lên chắc là hạt con mắt. Để chưa dám ăn. Tụi có nắm đâu, tôi ông dịch trên trái đất. Ông chảy ông có thừa tôi không à. Thằng ai xuống tao nói thấp được chứ. Nè, ông khỏi buộc cũng được để tôi nắm cái đầu tôi nghĩ luôn à. Giỡn. Dân ơi. Xuống xuống đất luôn hả dạ? Không, làm hơi hơi ở trên đó nè chú. Chú Dân để cái máy cưa ở gần gần cái cổ cây dừa nè, để chú Dân xuống cưa bỏ bớt cái đầu dừa. Ba của Hoa thì đang nói chuyện với cô chị của bác ở đây, bác Út, cô thì thứ ba. Chú Dân có cái bộ móng leo rồi mà chưa có biết sử dụng. Rồi.
Không biết quay thấy không, nó hay vướng cái đọt cái mít. Xây cái mình qua tôi nhìn cái miệng coi. Xây mình qua nhìn cái miệng. Chứ dân mở ra cương, mở miệng cây. Trở về bên kia chút xíu thôi nha. Cái vừa luôn. Cái vừa không bị bể luôn. Không bị bể chứ vừa. Cái chứ thường nó được tại kê đó. Thường hay nó chơi vậy đó. Anh này ở trong khu đâu kìa. Dạ nó đó. Bên kia. Cái đầu dừa bự quá trời bự luôn nè. Chứ dân sợ máy cưa cái làm không dám. Cái làm dài mà chú dân sợ cưa không dám. Nhà bác thì cưa 7 cây dừa là củ dừa à, cưa sát quá thì nó mau hư với lại nó không có ngọt. Bởi vì cưa để vậy luôn. Ở nhà bác có máy cưa rồi bác cưa sao. Bác cũng là thợ cưa đó. Nghĩ mệt rồi để tao chấp mày làm cái vườn kia luôn á. Mình tao chấp mày làm cái vườn. Nghĩ mệt rồi để tao chấp mày làm cái kia luôn á. Ok, coi kịp trước tao không á. Là chứ dân cưa 2 cây, 3 cưa có 1 cây mà chấp. Này quá trời trái treo không? Cái này thì ngay cái cổng đi vào nhà bác. Vô bây giờ đi đốn là mấy năm nay mà đốn không được. Con này mới bỏ đi. Sau này bự mất công kêu tôi vô đốn nữa. Rút hết hàng luôn, cắt hàng đầu luôn. Dưới đa ăn chặt đất. Sao này nguy hiểm. Đốn thì cái đậu để lớn, cây nào không được đốn chứ. Hoặc là anh cắt ngang cái ngang nó hoài lên cái kia nữa. Tỏi rồi đó, hôm đó là ông ăn. Ba của Hoa nói cây dừa trái quá trời, tưởng nhiều thiệt, hai về nhìn lên. Không có trái. Trái nó bị khô quá nè. Nghe dạ ngay chỗ này luôn nè. Gì? Đứng bên đó kìa. Vậy là mình đừng có gãy nhánh mai mà mình cho tét thôi. Đừng cho gãy ha. Tét nhánh mai được, đừng cho gãy. Ủa cái gãy gò nó mang lạ lạ ta. Cái con leo là nó dài, nó một bên xúc, đế nó bị xúc. Chứ đường chơi trơn là đi vòng vòng gảo mấy cái mương. Trước hầm này nè, sau ngủ nè.
Có lạc bằng xài ha. Có lạc đi rượu ha. Cái dừa nó bị eo ngay khúc trên kìa. Thấy chưa, hết chua miệng nữa, thấy chưa được. Em ít em ơi. Em không lại em đó. Cái cây đó nó bị eo. Thấy cái cây dừa ở ngoài cổng mà nó nghiêng vào trong quá. Nó nghiêng vào phía hướng vào nhà bác. Phụ nữ ta giữ eo thôi, giữ eo. Phụ nữ giữ eo chứ đừng nói cây dừa. Phụ nữ giữ eo. Nó bị eo ngay đây nè. Ngồi đây chứ không thấy cái chỗ rớt xuống. Không tới, không tới. Chân eo đó thì xuống đây, gỡ tới đây thì như này dữ lắm rồi. Cắm xuống rồi đâu rồi. Ấm ớt rồi đó đó. Vừa hôn cái đường đây. Bên đây là nè. Ngay đây thì vướng cái hàng rào cây lông. Không thấy cái chỗ rớt xuống. Một dữ lắm hả? Không, mày nhỏ rồi. Ủa mới thấy này có con lông. Rớt trong cái hàng rào quý vị. Chuột tới cái lá dừa nó trơn rồi, nó dài kia bên kia muốn sức nữa rồi hả ông nữa. một cái có đế, một cái hở đế, cái đôi dài kia thì nó bị mất tiêu rớt mất nè. Dài nó hả ông nữa rồi bay. Thank you.
chưa vào quá vào. Chưa mình nghe go 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 go. Cái đó chắc chừa quá, tại vì có cái cổng, cánh cửa. Cái đó có chắc ba làm hai không à? Cái đó khỏi đồng ơi. Hả? Để dài coi. Để dài chắc ba bác để tấn mé. Tấn mé xong, nó gạch. Cắt cửa hơn. Đây nhiều cái dừa quá. Nhiều 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 vậy đó, nó ăn được để lâu. Chở của chị. Cái túi ngon không đồng? Hả? Ngon không? Ngon, đang mình chở của chị đó nha. Xin bà Tám. Xin cho bà Tám. Xin cái thôi. Lấy đi. Bà Tám ở chợ Hạnh Phước. Trời, xin chưa còn cũng còn hai dừa nữa, xin cái thôi. Cái nè. Không, lấy hai cái còn thấy em muốn cắt qua bên kia rồi một bờ bên kia. Dạ, dạ, nghe bằng anh nói sẽ cho luôn. Được không nhận? Chứ thường cắt ăn liền nè. Dướng sớ vừa chú ơi. Dính không chạy không nổi luôn là máy mạnh. Chạy không nổi luôn rồi. Hết bia này gì á. Không hết rồi, không cho chú cưa. Cái lưỡi cưa xay không được luôn mà. Cộng sao cắt. Không cho chút cưa. Cái máy chạy giật chạy còn không nổi. Rồi ba bà hoa. Ba của hoa bà nhóm cũng đã cưa được 6 cây dừa rồi, còn cây ở ngoài vườn đó. Hồi hồi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.